Thưa quý vị và các bạn, trên 120.000 đồng trên 1 kg cà phê nhân đã là mức giá mơ ước của đông đảo người làm cà phê. Thế nhưng tại phiên đấu giá cà phê đặc sản lần thứ 2 vừa diễn ra tại Hà Nội, một mẫu cà phê nhân đã được chốt với giá 1,2 triệu đồng trên 1 kg. Các mẫu còn lại cũng đã được chốt giá cao từ 5 đến 7 lần so với thông thường. Các mẫu cà phê tham gia đấu giá là những sản phẩm cao cấp được sản xuất theo một quy trình đặc sản cầu kỳ và được chọn lọc. Số lượng cà phê tham gia đấu giá chưa nhiều, song cho thấy thị trường đang dần trả giá tương xứng khi sản xuất cà phê ngày càng khó khăn hơn. Gắn bó với cây cà phê hơn 20 năm nay, ông Phạm Văn Đồng cảm nhận rõ nét nhiều thay đổi trong diễn biến thời tiết, nắng mưa ngày một khó lường. Việc chăm sóc cây cà phê ngày một khó khăn hơn, người nông dân ngày càng đầu tư nhiều hơn, song vẫn khó duy trì ổn định năng suất cho cà phê. Có những đợt tiểu hạn nhỏ ở trong cái mùa mưa thì nông dân là cũng phải bổ sung thêm nước, chứ còn không thì chất lượng cà phê thì nó cũng sẽ không được tốt so với cái diễn biến là thời tiết nó thuận lợi. Hy vọng là chất lượng thì cũng đảm bảo để đáp ứng cái nhu cầu của những cái nhà chế biến, nhà rang xay. Một thời gian dài giá cà phê giảm sâu khiến người nông dân không đủ chi phí đầu tư, cộng với nhiệt độ tăng cao, hạn hán kéo dài, mưa dồn nắng gắt dẫn đến cà phê Đắk Lắk liên tục giảm sản lượng từ 10 đến 20% sau mỗi vụ. Giá cà phê tăng lên mức trên 120.000 đồng trên 1 kg nhân xô như hiện nay là mức giá mơ ước, bởi trước đó cà phê chưa bao giờ được trả giá đến mức đó, nhưng so với công sức, chi phí mà người nông dân phải bỏ ra thì đây là mức giá tương xứng. Là cà phê bền vững á, nói nhiều về cái bền vững kinh tế, xã hội, môi trường, nhưng chưa có trả giá cà phê đúng với cái sản phẩm người nông dân bền vững tạo ra. Đó là một cái xu thế mà nó không tốt, mà các cái tổ chức trên thế giới người ta đề nghị các cái công ty cà phê phải trả giá xứng đáng cho người nông dân. Số liệu từ Hiệp hội cà phê và ca cao Việt Nam cho thấy cà phê hiện chiếm hơn 10% doanh thu xuất khẩu nông sản và 3% GDP. Trong 6 tháng đầu năm 2024, giá cà phê xuất khẩu đã đạt mức kỷ lục với giá trung bình là 3.550 đô la Mỹ trên 1 tấn, so với mức giá trung bình 2.400 đô la Mỹ trên 1 tấn trong cùng kỳ năm 2023, giá cà phê tăng tới 48%. Dự báo cho thấy giá cà phê sẽ tiếp tục tăng do tình trạng khan hiếm cà phê ở thị trường trong nước và thế giới, trong khi sản lượng cà phê Đắk Lắk nói riêng sẽ tiếp tục giảm thêm 20% trong niên vụ tới.